là người quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com, chuyên phân phối những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng từ Hàn Quốc. Như các bạn cũng biết, căn bệnh đột quỵ là một trong những căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Nó có thể để lại di chứng và gây tử vong cao nếu như không được điều trị kịp thời. Sau khi bị đột quỵ, người bệnh thường gặp các vấn đề như sa sút trí nhớ, giảm thị lực, nặng hơn thì còn có thể bị liệt nửa người hay rối loạn chức năng ngôn ngữ. Vì vậy, việc phòng ngừa bệnh đột quỵ từ sớm sẽ giúp cho bạn hạn chế được những hậu quả do căn bệnh này để lại. Video ngày hôm nay, Nga sẽ chia sẻ cho bạn 7 cách để giúp bạn có thể phòng ngừa được căn bệnh đột quỵ tại nhà an toàn, hiệu quả. Thứ nhất, giữ huyết áp ở mức lý tưởng. Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân gây ra cơn đột quỵ. Vì vậy, bạn cần lưu ý trong chế độ ăn như giảm lượng muối không quá 1,5g mỗi ngày, tránh các loại thực phẩm nhiều cholesterol, nên ăn nhiều trái cây và rau xanh. Thứ hai, giữ chỉ số khối cơ thể cân đối, không thừa cân. Nếu cơ thể bị thừa cân, béo phì cũng rất dễ dẫn đến nguy cơ mắc đột quỵ não, nên tùy vào thể trạng hiện tại, bạn cần cân đối chế độ ăn, tránh thừa calo. Thứ ba, tập thể dục nhiều hơn. Hãy dành từ 30 đến 45 phút mỗi ngày cho việc vận động cơ thể. Người bệnh có thể tập ở cường độ vừa phải như đi dạo sau bữa tối, đi thang bộ thay vì đi thang máy, hoặc có thể chia nhỏ thời gian tập thành nhiều lần trong ngày. Thứ tư, hạn chế uống bia rượu. Thay vì thường xuyên sử dụng bia rượu đối với nồng độ cao, bạn nên uống rượu vang đỏ với lượng vừa phải. Vì trong rượu vang đỏ sẽ giúp cho bạn bảo vệ tim và não. Thứ năm, kiểm soát bệnh đái tháo đường. Bạn nên áp dụng chế độ ăn khoa học, ít đường, ít tinh bột. Nếu đã bị bệnh, bạn nên dùng thuốc điều trị để giữ đường huyết luôn ở mức ổn định. Thứ sáu, không hút thuốc lá. Theo nhiều nghiên cứu, hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, vì vậy bạn không nên sử dụng thuốc lá. Thứ bảy là sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược. Bên cạnh các biện pháp kể trên để chủ động phòng ngừa bệnh đột quỵ, thì theo các bác sĩ, việc sử dụng các sản phẩm Tây y thường để lại những tác dụng phụ cho bệnh nhân. Trong khi đó, các sản phẩm của Đông y lại có khả năng hỗ trợ và điều trị căn bệnh đột quỵ rất hiệu quả nhưng lại không có tác dụng phụ. Trong các sản phẩm điều trị đột quỵ thì sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Tổ Kén Hộp Đỏ của Hàn Quốc là một trong những sản phẩm có khả năng giúp hỗ trợ và điều trị căn bệnh đột quỵ hiệu quả hơn cả. Theo các nhà nghiên cứu của Hàn Quốc đã thử nghiệm và theo dõi trên 5.000 người sử dụng sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn với liệu trình 1 năm tương đương khoảng 6 hộp, thì ổn định huyết áp và tim mạch hơn hẳn những người chưa dùng. Đối với bệnh nhân khi bị đột quỵ, sau khi sử dụng sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn một thời gian thì phục hồi được ý thức và cải thiện được vận động một cách rõ rệt. An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hộp Đỏ Hàn Quốc được bào chế từ 23 loại thảo dược khác nhau theo bài thuốc cổ truyền và cũng đã được Bộ Y tế Hàn Quốc kiểm duyệt, nên người dùng hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Do vậy, đây quả thực là một sản phẩm giúp cho bạn có thể phòng và điều trị bệnh đột quỵ một cách hiệu quả nhất. Vâng, vừa xong thì Nga đã chia sẻ cho bạn 7 cách để giúp bạn có thể phòng ngừa được căn bệnh đột quỵ. Nếu như bạn đang lo lắng về sức khỏe của mình hay bạn đang gặp phải những di chứng do căn bệnh đột quỵ để lại, bạn đã đi khám rất là nhiều nơi, uống nhiều thuốc mà chưa hiệu quả, thì đây hẳn sẽ là tin vui giúp cho bạn có thể hồi phục lại sức khỏe của mình. Sau khi sử dụng sản phẩm, bạn sẽ cảm nhận được cơ thể mình khỏe mạnh hơn, linh hoạt hơn, minh mẫn hơn và không còn lo những di chứng để lại sau tai biến nữa. Khi mua hàng tại koreashop 24 giờ, Nga cam kết với bạn chỉ khi bạn nhận được đúng sản phẩm mình đặt mua thì bạn mới phải trả tiền. Và nếu như trong vòng 7 ngày bạn sử dụng sản phẩm, nếu bạn vẫn cảm thấy chưa yên tâm về chất lượng thì chúng tôi sẽ nhận đổi trả hàng cho bạn. Và ngoài ra, nếu như bạn phát hiện ra hàng kém chất lượng thì koreashop sẽ bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm cho bạn mà bạn không mất thêm bất kỳ một chi phí nào cả. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn tuyệt vời này thì bạn hãy truy cập trực tiếp vào trang koreashop24h.com và chat với chúng tôi qua phần chat online. Ngay dưới phần mô tả video này, Nga đã đặt sẵn đường link của trang web. Bạn chỉ việc kéo xuống và click vào đường link mà Nga đã để sẵn ở đó. Hoặc có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại hotline 0979149256.
chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn về sản phẩm và hỗ trợ bạn đặt hàng một cách nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.